Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện về Phật giáo, về có thể nói rằng là sư thầy thích chân quang. Thì nếu như cái văn bản này là thật thì thật sự với các bác rằng là đây là một cái mối nguy hiểm. Một cái họa của quốc gia Bởi vì Phật giáo thứ nhất Nó không còn chân chính nữa Theo như cái văn bản này mà các nhìn Thứ hai nữa Nó tạo ra một cái hệ lụy Một cái tiềm lực nguy hiểm Nguy hiểm cho an ninh quốc gia Nếu như mà Người ta đạt được mục đích Theo như cái văn bản này Tôi xin chia sẻ với các bác là vì sao Mong rằng các bạn thích ủng hộ bằng cách cả đăng ký kênh nha, like video. Như các bác nhìn thấy thì có rất nhiều người trong buổi live stream ngày hôm qua thì muốn tôi phân tích kỹ hơn về cái nó gọi rằng là quy tam bảo đó cái giấy quy tam bảo và cái giấy quy tam bảo này đáng nhẽ nó là một chuyện rất là bình thường trong cuộc sống thế nhưng thật sự nó lại ẩn chứa những cái thứ nó rất là tiềm tàng một cách cực kỳ nguy hiểm à, quy tam bảo thứ nhất là người ta quy phật pháp tăng thứ thứ hai nữa người ta cam kết rằng người ta sẽ giữ những cái giới luật giới luật tức là giữ những cái giá trị đạo đức cho mình cho bản thân họ thế nhưng mà thông qua cái giấy quy tam bảo này thì chúng ta sẽ rất dễ thấy là người ta đã cố tình sửa đổi chèn ép nó vào đây các bạn có thể nhìn thấy. Không sát sanh trong cái năm giới cấm thì các bạn sẽ thấy như thế này. Ngoài phần quy tâm bảo là quy Phật Pháp Tăng thì không nói làm gì. Nhưng trong đó là một là không sát sanh, hai là không gian tham trộm cướp, ba là không phản bội, bốn là không nói bậy, năm là không dùng các vật chất say nghiện. Thế thì đây là năm cái giới cơ bản của 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 đạo Phật của đạo dành cho giới cư sĩ và nếu chúng ta nhìn qua năm cái giới cơ bản này chúng ta thấy rằng là người ta sẽ nói là một là không sát sanh không trộm cắp không tà dâm chỉ một vợ một chồng không nói dối không uống rượu và không sử dụng chút say thì đáng nhẽ cái giới mà người ta nói rằng ở đây á, là cái giới mà người ta nói rằng ở đây á, là không phản bội thì đã được thay bằng cái giới nó gọi rằng là không tà dâm đáng nhẽ cái việc này là cái việc mà ngàn đời nay người ta nói rồi không tà dâm là một trong những cái giới tức là trung thủy một vợ một chồng à, người ta có thể nói rằng là không tà dâm là chỉ một vợ một chồng và người ta rất rõ rằng là cố gắng để mà giảm thiểu cái cái dâm dục phóng giật đi thì ở đây nó được thay bằng một cái từ nó là không trung thành nhiều bác sẽ bảo rằng là ừ, thế không trung thành thì cũng kiểu như rằng là người ta cố gắng người ta trung thành một vợ một chồng người ta trung thành một vợ một chồng mà nhưng đây không phải người ta đấy như như thế người ta không gọi là trung thành người ta gọi là trung thủy Đó. đúng không? đây gọi là thầy không phản bội tức là trung thành chứ không phản bội nhưng phản bội ai? nếu các bác phản bội vợ hay là các bác phản bội thầy phản bội bạn phản bội sếp hay phản bội thế nào đấy? người ta không bao giờ người ta gọi là phản không phản bộ, chung chung như thế mà người ta sẽ gọi là là gọi rằng là trung thủy hoặc rằng là không tà dâm đức phật thì bao giờ cũng cố gắng để mà giải những từ nghĩa nó rất là chi tiết chi tiết mức độ là không thể chi tiết hơn được nữa cho nên người ta gọi là không dâm dục và đối với cái giới cư sĩ thì đức phật ghi rõ rằng là, là trung thủy một vợ một chồng trung thủy một vợ một chồng chứ đức phật không gọi rằng một cái từ là không phản bộ. Bởi vì cái số 3 này các bác có thể nhìn thấy là không phản bội này, đấy, không phản bội này. Thì khi các bác đọc xuống dưới sẽ bác sẽ thấy rằng là một cái dòng ở dưới à, đó chính là cái việc là, là là nguyện cái phần 8 này là chín điều nguyện này thì trong cái phần 8 này nguyện tận trung thành vâng phục tôn sư đắp nền kỷ luật đó các bác sẽ nhìn thấy cái chỗ này ở tám này nguyện tập trung thành thì cái trung thành này với cái giới là không phản bội thì nó rất là giống nhau à, nó rất là giống nhau cho nên đừng nói rằng là ở đây là 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 sai lệch hoặc là họ nói cái từ không đúng nghĩa nếu mà cái từ trên phần 3 là không phản bội là không đúng nghĩa thì tại sao lại để thành cái phần dưới là cái hạnh nguyện là nguyện dạ trung thành vâng phục tôn sư đắp nền kỷ luật Thì nếu tôn sư nói sai thì sao tôn sư về bảo là anh về anh giết cả nhà anh đi thì sao anh về anh bảo bố mẹ anh bán tất cả cửa cải của cả nhà đất anh cúng dường cho đức phật đi thì có được không nhà anh có độc tổ được tôn tức là có một con trai thôi mà lại là trưởng họ anh bảo rằng là thôi thằng đấy nó đừng có đừng có gọi rằng về thuyết phục nó là đừng có làm trưởng họ đừng có lấy vợ sinh con để mà duy trì nói giống để mà duy trì dòng họ nữa anh về anh bảo nó là xuất gia tu hành đi thế vâng phục tôn sư là mình cũng về mình cũng bảo nó thế à mình có bao giờ mình quan tâm với nó rằng là Là nó cảm nghĩ thế nào không Cho nên vân phục tôn sư ở đây là cái gì Trung thành nó là cái gì Thế trung thành mà nếu mà 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 tôn sư mà làm sai với các cái điều giới luật Tôn sư bảo mình rằng là À giữ các điều giới luật Tôn sư bảo mình rằng là phải giữ giới Tôn sư bảo rằng là Mình phải bản thân tôn sư cũng phải giữ 250 giới của tỳ kheo Thế tôn sư bây giờ tôn sư là không thực hiện đúng theo những cái giới đó thì mình có trung thành không thì mình có trung thành không mình trung thành là trung thành với những lý tưởng của tôn sư giao giảng cho mình tức là những cái giảng pháp của tôn sư trong mình hay là mình trung thành với cá nhân tôn sư hay trung thành với cá nhân tôn sư cho nên đức phật cũng không bao giờ làm như thế Đức Phật cũng không bao giờ bảo rằng là ta nói gì chúng mày phải nghe hết. Mà sẽ cố gắng là giảng giải cận kẽ rồi đảm bảo rằng là các anh chớ vội tin. Mà chớ vội tin chính bản thân Đức Phật. Tức là không phải vương phục mà dạy cho người ta cái tính chất hoài nghi. Bởi vì Đức Phật biết rằng là khi anh hoài nghi là tốt. Bởi vì với những cái mà thuộc về chân lý thì khi anh hoài nghi chân lý anh sẽ tự đi tìm những câu trả lời mà khi đã tìm được câu trả lời anh thấy rằng là chân lý là đúng thì anh lại càng có niềm tin anh không tin một cách mù quáng anh không tin một cách u mê mà anh mặc một cái niềm tin vững chắc đây mới là chân lý thực sự mà đức phật cũng không bao giờ bảo rằng là phải thờ ta hay là phải nọ với với, với kia với ta mà đức phật bảo rằng là đức phật bảo rằng là là à, phải lấy cái giáo pháp để mà làm thầy à, lấy cái giới để mà làm thầy và phải để lại cái gì để lại cái giáo pháp tức là để lại những cái bài học chứ đức phật đâu có bảo rằng là cá nhân đức phật đâu con người sinh lão bệnh tử nay sống mai chết ngay cả đức phật cũng thế đức phật đâu có thoát khỏi là sinh tử đâu rồi cũng chết rồi cũng nhập diệt Đó. thế thì đức phật bảo thế thế bây giờ là vâng phục trung thành tôn sư thế là tôn sư mà chết đi thì trung thành với ai Thế rồi tôn sư một ngày tôn sư cũng, cũng cũng cũng, bị đưa xuống huyệt. Có ai sống vinh viễn cuộc đời này đâu? Thế thì vâng phục tôn sư hay vâng phục những cái điều gì? Và thật sự cái điều này á nó sẽ tạo nên một cái thứ nó gọi rằng là trung thành với cá nhân. Mà khi đã trung thành với cá nhân, tôi chỉ nói với các anh an ninh thế này. Với cái điều số 3 là không phản bội. Và trong cái năm giới cấm và điều số 8 là nguyện dạ trung thành vâng phục tôn sư đắp nền kỷ luật thế bây giờ chẳng hạn như là họ có khoảng độ tầm 50 70 nghìn hoặc 100 nghìn cái tín đồ ông thích chân quang này tôi đang giả định trên cái cơ sở cái này là thật nhé và nếu giả thì mình không nói giả thì có lẽ rằng là ông thích chân quang nên ông thích chân quang nên đi kiện hoặc là nên nhờ cơ quan công an xem rằng là ai là làm cái này nhưng mà tôi giả định chứ cái này là thật thì cái việc mà điều số 3 của năm giới cấm tức là không phản bội và điều số 8 của chín điều nguyện thì xin thưa với các bác rằng là hỏng bét ngay về an ninh quốc gia bởi vì khi người ta trung thành với bản thân cá nhân tôn sư và giới luật là không phản bội thì tôi chỉ xin thưa rằng là nếu như có khoảng 100.000 tín đồ và người ta bảo rằng là à các anh tôn phục ta đúng không trung thành với ta đúng không vậy thì bây giờ các anh hãy đến để mà để mà bao vây cái trụ sở ủy ban nhân dân của tỉnh bà rịa vũng tàu, đập phá phá nát trụ sở của tỉnh ủy. lúc này là những người kia người ta tín đồ mà, thì người ta sẽ vâng phục theo theo tôn sư mà tôn sư bảo gì nghe đấy, tôn sư bảo chúng ta là đi phá ủy ban nhân dân, tôn sư bảo đi chúng ta lại phá trụ sở tỉnh ủy, tôn sư bảo chúng ta phải đi lật đổ chế độ, thế là chúng ta cứ đi theo thôi. phục tôn sư mà tôn sư bảo gì chúng ta nghe đấy Tôn sư bảo chúng ta là tổ chế độ là chúng ta cũng đi theo Cho nên nếu như cái này là thật Thì tôi yêu cầu rằng là giáo hội Phật giáo Việt Nam Phải xử lý ngay ông Thích chân Qua Và ngay cả ngày an ninh cũng vào để xác minh Thật sự à Nếu như vậy thì đây là một mối nguy hiểm lớn Phải đưa nó vào danh sách cực đen Để mà giám sát thường xuyên Thứ hai nữa, nếu đây là không phải là thật mà đây chỉ là một cái số mà gọi rằng là bên phản động hoặc bên nào đó nó đưa ra thì phải điều tra làm rõ ai là người tung cái này ra để mà làm hại cái uy tín của ông Trần Quang thì phải làm rõ hai cái đó tôi điều chia sẻ với các bác như vậy cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành